Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2021 ngày hôm nay sẽ bước sang ngày thi đấu thứ hai. Và phía trước chúng ta trên sân 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa Nghiêm Phạm Holdings và câu lạc bộ Du Lịch. Các trọng tài của trận đấu này đó là ông Trương Bảo Lân, ông Trần Đinh Thịnh và ông Hoàng Ngọc Hà. Giám sát trận đấu sẽ là ông Trần Trung Kiên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của Nghiêm Phạm Holdings trong trận đấu này. 7 cái tên có mặt trong đội hình xuất phát đó là số 2 Đào Văn Phòng, số 7 Ngô Văn Tuấn, số 8 A Hưng, số 13 Lê Thanh Sang, số 19 Sô Hào Lợi, số 27 Đặng Ngọc Vinh Quang và số 30 thủ thành Trương Lâm Nhật. Người đeo chiếc băng đội trưởng của Nghiêm Phạm Holdings đó là số 7 Ngô Văn Tuấn. Trong khi đó bên phía Du Lịch trong trận đấu hôm nay thì họ có các cầu thủ đó là số 4 Thắng Cóc, số 10 Hưng Sốp, số 11 Cao Văn Nhật Nhật Tân, số 12 Trương Thanh Duy, Duy Cốp, số 15 Phạm Văn Đức Đức Chris, số 18 Trần Anh Đức thủ thành Đức Tín và số 13 là Lê Thành Linh. Trong hiệp 1 trận đấu này thì các cầu thủ Nghiêm Phạm ra bóng trước và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Ở trận đấu này thì có hai cầu thủ rất đáng chú ý bên phía Nghiêm Phạm Holdings ở trên băng ghế dự bị. Đó là Hoàng Cao. Cùng với đó là Đinh Kiên Trung. Các bài tổ chức đá góc của Du Lịch thường rất đa dạng. Nhật Tân vẫn còn khoảng trời. 1-0 cho cầu thủ Du Lịch FC. Một động tác giả và một cú đá tung nóc lưới của Nhật Tân. Đó là giá trị của chiếc băng đội trưởng mà Cao Văn Nhật đang đeo trên tay. Tình huống hãm bóng rất tốt và sau đó là xoay người đưa ra một cú rocket. Bóng găm thẳng vào ốc cao. Không có một cơ hội nào cho một thủ môn cũng tên là Nhật. Nhật Tân. Đức Chris. Khoảng trống không vào. Cú dứt điểm của Thành Linh là người đã có pha dứt điểm hụt. Được chuyển của A Hưng cho Sơ Hào Lợi. Cú đá này tập trung đến từ vị trí của Đức Tín. Với thể hình cao lớn thì Đức Tín luôn khiến cho chúng ta có cảm giác anh bịt kín cả gôn. Đó là cú đá cũng chất lượng của Sơ Hào Lợi. Một lựa chọn được đưa ra nhanh. Phán đoán tốt. Thành Linh từ Hưng Sốp. Khoảng trống. Hưng Sốp. Đức Chris. Đây rồi. Không vào. Một cơ hội 10-10 đã bị bỏ lỡ. Tưởng chừng như đó là một cú đá phải ăn rồi. Phải ăn rồi. Nghiêm Phạm Holdings sẽ có những pha đột vào giữa. Sô Hào Lợi. Được chuyển cơ hội. Đây rồi. Tỷ số là 1-1 cho cao thủ Nghiêm Phạm Holdings. Pha rất phối hợp nhanh, tuyệt vời của các cầu thủ Nghiêm Phạm Holdings. Quang Phở là người đã gỡ hỏa. Như chúng tôi đã nói thì Sô Hào Lợi có thiên hướng đột vào giữa rồi thoát xuống đáy biển, đưa bóng vào trong. Lại là tình huống can thiệp của Sô Hào Lợi. Phản công cho Nghiêm Phạm Holdings không được rồi. Nhật Tân đã can thiệp. Đức Chris. Thành Linh. Phạt góc dành cho các cầu thủ Du Lịch. Đức Tín chơi chân tự tin và đã làm khó được Chris. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Sô Hào Lợi dứt điểm không vào. Dứt điểm tiếp cơ hội không vào. Bàn thắng đã ở rất gần với các thủ Du Lịch FC. Lại đi vào giữa. Sô Hào Lợi của lối đá rất khó chịu. Cơ hội đây rồi. Khép góc rất nhanh đến từ Đức Tín. Bóng đá chạm tay cầu thủ của Nghiêm Phạm Holdings. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Sẽ là quả đá phạt đền được dành cho các cầu thủ Du Lịch. Trọng tài đưa ra quyết định rất quyết đoán. Đây là pha quay chậm. Đúng như vậy. Một tình huống chơi bóng chuyền trong sân 7. Chính xác. Đó là một quyết định thổi phạt chính xác từ pha quay chậm. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Du Lịch. Với pha ghi bàn của Hưng Sốp. Cú đá vào chính giữa.
Và một lần nữa thì các cầu thủ du lịch tái lập được thế dẫn trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem là Nghiêm Phạm Holdings sẽ phản kháng như thế nào. Tai nạn đã xảy ra. Sau đó lại chủ đích nhấc chân lên, không thành công. Đức Chris đã cài được Tuấn Gấu. Và bây giờ là cơ hội cho Hưng Sớp. Hưng Sớp không được. A Hưng là người đã can thiệp. Trong lần thứ 3 trận đấu này mà Lâm Tây phải xuất tướng, thì Hưng Sớp đã có thể vượt qua được người gác đền bên phía Nghiêm Phạm Holdings. Rất nhanh, Thành Messi. Cơ không còn là một Thành Messi sút bóng đập trúng cột dọc nữa. Với đối với Thành Messi, khi mà anh cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận đấu trước với cầu thủ Hồng Lạc, chắc chắn tối qua Thành Messi đã phải có những giải pháp để giải đen. Cơ hội cho các cầu thủ du lịch. Sút bóng. Thêm một cú đá nữa. 4-1. 4-1 cho các cầu thủ du lịch và Thành Messi đã có được cú đúp. Liên tiếp những cú dứt điểm đến từ Thành Messi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, những khán giả của FPT Play đã cùng dành chúng tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn đến với lượt đấu thứ 3 với những trận đấu hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.